Chào mừng các bạn đến với bài nâng cao số 4 trong chuỗi BP Mentorship 2023 với chủ đề phương pháp giao dịch dành cho người lười. Đối tượng lười mà tôi đang nói đến đây là sẽ thỏa mãn một số cái điều sau. Thứ nhất là các bạn lười sao chạm mỗi ngày. Ở đây tức là ví dụ như là bạn bận cái công việc nào đó, cái việc mình nhìn chạm thường xuyên nó sẽ không phù hợp. Hoặc là bạn đã từng trải qua cái giai đoạn mà suốt ngày nhìn chạm, ngày này qua tháng nọ xanh xanh đỏ đỏ làm cho bạn cảm thấy tinh thần nó không thoải mái, thì cái phương pháp này có thể là phù hợp với bạn. Cái thứ hai nữa là bạn thường có cái xu hướng đó là không muốn theo dõi nhiều, bởi vì bạn cảm thấy việc là theo dõi quá nhiều tin tức từ nhiều room khuyến nghị làm cho bạn cảm thấy phân tâm và không thể tuân thủ phương pháp giao dịch của mình. Hoặc là bạn không có khả năng đã lệnh nhiều, hoặc không có thời gian mà cứ quản lý tất cả những cái lệnh đó cùng một lúc được, thì các bạn có thể gộp lại thành một hoặc hai lệnh lớn dựa vào cái tín hiệu của cái phương pháp lười trading. Điều tiếp theo đó là bạn lười cắt lỗ trong thời gian ngắn, bởi vì các bạn biết đa phần cái phương pháp về chủ động giao dịch ấy, thì các bạn phải cắt lỗ nhanh và cắt lỗ sớm. Ở đây là thời gian ngắn với BB là cắt lỗ dưới 7 ngày. Trong cái lệnh giữ dưới 7 ngày phải cắt là cắt lỗ nhanh trong thời gian ngắn. Và đương nhiên là trong giai đoạn đầu khi BB luyện tập thì cũng có hiểu được cái chuyện cắt lỗ nhanh nó sẽ hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên là bởi vì BB, đối với BB cái việc mà trading ấy, nó là cái việc mà hỗ trợ thêm một thu nhập, và mình muốn có thời gian làm nhiều việc khác chứ không chỉ là tập trung chỉ để quản lý lệnh thôi. Cho nên là phương pháp này sẽ phù hợp với những người mà không có thời gian để mà quan sát để cắt lỗ liền. Và cái điều cuối cùng đó là phương pháp này sẽ không phù hợp với các bạn muốn chốt lời T cộng 3 một lần, là bởi vì lãi nó thường sẽ không xuất hiện nhanh đến như vậy nếu dựa vào cái phương pháp này, và thường nó sẽ chạy trong khoảng từ T cộng 7 tới cộng 14, tức là các bạn phải đợi sau đó một tuần hoặc hai tuần thì cái kết quả mong đợi mới xuất hiện. Cho nên các bạn phải chú ý những điều này nếu thực sự muốn không theo đuổi cái phương pháp này của tôi. Và nội dung của chúng ta có bốn cái phần chính. Cái thứ nhất là tôi sẽ nói về cái ngữ cảnh áp dụng để các bạn biết là cái time frame, tức là cái khung thời gian nào các bạn sử dụng, và cái timing event, tức là bạn dựa vào cái sự kiện kinh tế nào, sự kiện kinh tế quan trọng nào để bạn bắt đầu nghĩ tới cái việc là nhìn chart. Các bạn không nhìn chart trước, các bạn phải có cái điều đó xảy ra rồi thì các bạn mới bắt đầu vô show chart. Cái thứ hai đó là điều kiện xuất hiện tín hiệu giao dịch, là bạn phải dựa vào thời gian nào, vị trí ra sao và phản ứng giá như thế nào. Cái thứ ba là cách quản trị lệnh, là tôi sẽ cho các bạn biết thế nào là cái chỗ chúng ta nên đặt cái lệnh entry, đặt stop loss và đặt TP. Và điều cuối cùng là một số cái setup mẫu trên thị trường. Và đối với cái phương pháp này các bạn hoàn toàn có thể dùng ở hầu hết các thị trường lớn, ví dụ thị trường cổ phiếu, thị trường tiền tệ hoặc là thị trường vàng. Tuy nhiên trong cái phần hôm nay tôi sẽ tập trung nhiều về thị trường cổ phiếu Việt Nam để cho các bạn giao dịch cổ phiếu có thể hiểu rõ nhất. Rồi sau đó cái phần tiếp theo tôi sẽ nói riêng về thị trường tiền tệ và thị trường vàng sau. Để mà các bạn có thể gọi là nếu các bạn thấy phù hợp với phương pháp này và các bạn muốn có cái kênh để trao đổi thì tôi có mở ra một cái chat luôn miễn phí lấy ý tưởng từ cái video này luôn, để các bạn mà không hiểu thì các bạn có thể hỏi thêm, có thể trao đổi thêm. Và ở trong cái Telegram chat room này các bạn có thể hỗ trợ ba thứ. Thứ nhất là được nhắc nhở về tín hiệu fast win rate, hoặc là tôi hoặc là những cái bạn khác đã quen sử dụng cái phương pháp này sẽ cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên là các bạn khác chính là các bạn đấy, thì các bạn cảm thấy quen thuộc giúp đỡ những người mới thì các bạn cứ nhắn lên. Thứ hai đó là tìm tín hiệu giao dịch phù hợp với chiến lược, là kết hợp với cái việc sử dụng cái bộ lọc stock scanner hàng tuần của tôi đã được đề xuất ở những cái video trước, hoặc là trong bản cao số 2 các bạn có xem lại thì các bạn sẽ tìm được cái mã phù hợp, và sau đó bạn kết hợp với cái phương pháp lười trading này để giúp các bạn hiệu quả hơn trong việc quản lý lệnh. Và cái cuối cùng là động viên nhau trong việc gồng lệnh thực lười, là bởi vì khác với những cái phương pháp giao dịch siêu chủ động trong ngắn hạn là T cộng 3 thì các bạn có chốt được. Thật ra tôi không biết là các bạn có thể chốt được theo cái thời gian ngắn đến như vậy hay không. Tuy nhiên khi bạn giữ T cộng 7 và T cộng 14, nếu các bạn mà thiếu cái sự kiên nhẫn thì các bạn sẽ không có làm được cái chuyện đó. Và ở đây group này anh em sẽ hỗ trợ nhau để các bạn khi nào các bạn đuối quá, các bạn muốn trở nên là phá bỏ kỷ luật hoặc không tuân thủ theo quy tắc, thì có thể nhiều người có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ được bạn. Và nếu thật sự các bạn muốn tham gia cái Telegram group này thì các bạn phải là người đã subscribe cái kênh YouTube của tôi, đã like cái video này để xác nhận là các bạn đã xem và các bạn đã hiểu cái phương pháp này. Và cái điều thứ ba là các bạn phải nhắn trực tiếp cho tôi để tôi đưa cái link cho các bạn tham gia, và các bạn nhắn qua tài khoản Telegram của tôi nhé, là Phương Bùi ship gạch bill, để tôi cho bạn cái link. Chứ cái room này nó không có public, là bởi vì cái room này nó lại phù hợp cho những người mà lười nhiều hơn, thích giờ chủ động nhân vào, các bạn thấy nó chậm quá, nó ít thông tin quá, hoặc là không có ai thảo luận nhiều á thì các bạn sẽ thấy chán. Cho nên là tôi chỉ cho phép những các bạn cảm thấy bản thân phù hợp thì tham gia thôi. Về cái ngữ cảnh áp dụng á, thì cái time frame là chúng ta chỉ sử dụng là weekly, chặt tuần để nhìn tất cả mọi thứ và có thể vào lệnh bằng weekly luôn. Tuy nhiên đối với một số bạn thì cải biên bằng cách là xuống cái khung thời gian nhỏ hơn, là khung nhìn daily chẳng hạn. Nhưng mà mục tiêu của bạn vẫn phải là xem market structure trên weekly và chặt tuần rồi các bạn mới xuống được nhé. Và cái timing event ở đây của tôi là sẽ sử dụng sau cái ngày ra tin fast fund rate. Tức thì fast fund rate cái ngày ra tin nó là gì? Là nó liên quan tới cái lãi suất của đồng USD. Thì đây là cái công cụ mà sẽ ảnh hưởng đến cái việc luân chuyển dòng tiền ở các lớp tài sản. Cho nên là các tay to, các tài phiệt hoặc là các nhà gọi là tạo lập đi, họ sẽ rất chú ý tới cái thông tin này, và đây là một trong những gọi là thông tin quan trọng nhất trong cái việc lái giá ngắn hạn. Và tại sao nó lại như vậy thì tôi sẽ đính kèm ba cái đường link bài viết liên quan đến cái chủ đề này. Thứ nhất là đồng USD là một những đồng tiền mà dự trữ ngoại hối nhiều nhất trên thế giới, và đương nhiên Việt Nam là một trong số đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam nếu như cái mã cổ phiếu đó có nhiều dòng tiền trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư từ nước ngoài vào. Và đương nhiên cái tỷ giá Việt Nam và USD và Việt Nam đồng nó thay đổi sẽ ảnh hưởng tới việc là cái dòng tiền ngắn hạn đổ vào thị trường cổ phiếu Việt Nam như thế nào. Thứ hai là tỷ trọng đồng tiền này làm nên chỉ số VN Index. Thì ở đây tôi có đề cập đến thị trường Euro USD, tức là đồng Euro USD, trong cái việc sử dụng cái phương pháp này là bởi vì trong cái rổ mà cấu thành nên sức mạnh của đồng đô la index đó, thì cái đồng Euro sẽ chiếm hơn 50% tỷ trọng cái sức mạnh của cái rổ này, cho nên tôi mới đem cái cặp tiền đó vào đây sử dụng trong cái phương pháp này. Và điều thứ ba đó là tôi cũng có đem cặp vàng, là bởi vì cái bảng xếp hạng nước nằm giữa thế giới là Trung Quốc, là Nhật Bản, là Thụy Sĩ, là Mỹ, thì mấy cái nước đầu thì lại là những cái nước mà là sở hữu rất nhiều trái phiếu chính phủ của Mỹ và cũng như là đồng USD, thì cho nên là cặp vàng USD nó quan trọng là như vậy, nó cũng liên quan tới cái phương pháp này. Rồi thì điều kiện xuất hiện cái tín hiệu giao dịch ấy, thì các bạn phải chú ý ba điều. Cái thứ nhất là về thời gian, là nó phải là sau cái tuần ra tin fast fund rate của tháng,
Thì cái này xem ở đâu? Thì sau cái slide này tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Thì sau cái tuần ra tin đó, rồi khoảng 1 hoặc là 2 tuần sau khi ra tin đấy. Và nếu các bạn vướng lễ sau cái tuần ra tin thì cộng thêm 1 tuần nữa. Đấy, thì đó về mặt thời gian. Cái thứ hai là về mặt vị trí xuất hiện reaction. Thì đối với cổ phiếu thì các bạn cần chú ý là có cái sự phá vỡ nào đối với weekly swing không, là những cái vùng giá đặc biệt cạnh key level ở trên khủng thời gian lớn, thời gian tuần hoặc là tháng. Hoặc là so với cái đường EMA 50 ngày, 50 chu kỳ trên chặt tuần, 50 chu kỳ trên chặt tuần là một tuần, một năm nó có khoảng 52 tuần giao dịch, 52 tuần giao dịch. Thì các bạn sẽ sử dụng EMA 50 là như vậy. Và các bạn xem nó là có hiện tượng mean reverse, tức là quay trở lại cái test cái đường EMA đó, hoặc là đã test rồi và tiếp tục cái xu hướng mới hay không. Đấy, còn hai chiến thuật khác là cho thị trường tiền tệ và thị trường vàng, cho nên là tôi sẽ che lại để cho cái video tiếp theo các bạn đỡ bị rối hơn. Và cái điều thứ ba các bạn phải chú ý đó là mẫu hình của projection, tức là sau khi cái tin tức đó chạy ra, giá nó chạy tại các vị trí là weekly swing hoặc là xung quanh EMA 50 tuần, thì có cái mẫu hình nào không? Mẫu hình vai, mẫu hình Morningstar, mẫu hình bullish engulfing, hoặc là mẫu hình range breakout, tức là sự phá vỡ một cái OB hoặc cái vùng giá nào đấy. Thì tôi hay nói, tôi rất hay đề cập tới cái khái niệm range breakout trong cái việc mô tả lại di diễn biến quanh cái OB của cái chart đó. Thì các bạn xem lại cái bài phân tích tìm cơ hội giao dịch hàng tuần, các bạn sẽ biết là tôi hay nói cái chuyện đó. Về cái cách quản trị lệnh thì ở dưới đây phần trăm của tôi á, các bạn sẽ thấy rất nhỏ. Thật ra nó nhỏ là do tôi so với cái tổng quy mô vốn của tôi thôi. Còn nếu các bạn có cái quy mô vốn nó khác và các bạn có khẩu vị rủi ro khác thì các bạn tùy các bạn điều chỉnh. Nhưng mà các bạn phải đảm bảo làm sao cho khi mà bạn sử dụng cái cách quản trị rủi ro đó thì bạn sử dụng được nhiều lần nha, chứ không phải là bạn đánh một lần rồi mình chết luôn, thế thì đó không phải là cách quản trị rủi ro hợp lý. Thì đối với tôi á, cái risk á, nếu mà tôi mở cái vị thế mà dựa vào đồ thị tuần thường tí á, thì một R của tôi sẽ là 4% trên tổng vốn. Và daily position tức là cái vị trí mà nếu mà tôi mở trên chặt ngày á, thì một R của tôi sẽ là 1% trên tổng vốn. Và cái entry của tôi sẽ là closing price, tức là giá đóng cửa khi nến tín hiệu nó xuất hiện, và cái stop loss sẽ là quanh giá mở cửa khi nến tín hiệu, hoặc là quanh swing low gần nhất. Tại sao ở đây tôi là chỉ để swing low, tại vì đa phần các bạn giao dịch cổ phiếu Việt Nam thì cổ phiếu cơ sở mình đâu có được quyền short đâu, mình chỉ được buy lên thôi, thì cho nên chúng ta canh quanh swing low hoặc là cái giá đóng cửa khi nến tín hiệu gần nhất là như vậy. Nhưng mà nếu các bạn thấy short thì có thể thêm cái thấu swing high nữa. Và cái TP tức là điểm đặt chốt lời á, thì để mà các bạn có thể đạt cái khả năng mà trong một tháng á, bạn chốt lời được và các bạn không bị dính stop loss nhiều lần á, thì đối với cái vị trí ở trên chặt tuần á, thì một R bạn chỉ cần ăn 1R hoặc 1.5R thôi, nhưng mà tốt nhất là 1R, khả năng sẵn nó cao, chứ 1R nó càng nhiều á, thì cái win rate của bạn sẽ càng thấp. Nhưng mà các bạn có thể xuống daily, nếu các bạn có thể kiếm được cái nến tín hiệu phù hợp thì 1R bạn có thể kiếm được 1R tới 2R là cái chuyện dễ. Và ở đây tôi lưu ý các bạn là cái phương pháp này là giao dịch ngắn hạn, nhưng mà nó hơn so với việc T cộng 3 thuần túy, và nhưng mà nó sẽ thấp hơn so với việc là bạn gần trung dài hạn nha. Ở đây không phải là phương pháp giao dịch trung dài hạn, ở đây là phương pháp giao dịch ngắn hạn, cho nên là có thể sau khi bạn chốt 1R xong giá thì chạy tiếp tùy vào cái tình hình lãi suất của thị trường, thì cái chuyện đó là thuộc một cái phương pháp khác và tôi sẽ đề cập thêm nếu thực sự các bạn có nhu cầu về chuyện đó. Về thực hành trên chart của cổ phiếu Việt Nam thì tôi sẽ chọn mẫu ra ba mã là SSI, VCB và FPT nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết cái cách mà tôi tìm cái ngày ra cái tin về Fed Fund Rate hay là USD Interest Rate, tức là tin tức về điều hành lãi suất của Mỹ. Thì để biết được về cái tin tức về liên quan tới Fed Interest Rate Decision này, là Fed Fund Rate hay là USD Interest Rate, thì các bạn có thể gõ trên Google, các bạn tìm cái từ khóa mà liên quan tới USD Interest Rate hoặc là Fed Fund Rate, nó hiện vào cái trang kinh tế nào cũng được. Tuy nhiên tôi thường hay sử dụng cái trang là investing.com. Các bạn bấm vào, sau đó các bạn lên cái thanh này trắng trắng này, các bạn tìm cái từ là Economic Calendars, sau đó các bạn filter ra đồng USD, rồi các bạn chọn bung hết cái tháng luôn, cái tháng đó mà nó có cái chỗ Fed Interest Rate Decision này, các bạn bấm vào, hoặc là bạn Google trực tiếp nó ra cái link này cũng được. Sau đó bạn xuống cái phần dưới này, các bạn bung bấm Read Show More để bung hết tất cả các ngày. Các bạn đánh dấu cái ngày, các bạn thấy không ạ? Có ngày trước này các bạn đánh dấu những cái ngày đó, để sau khi cái tin nó sẽ diễn ra thì một hoặc hai tuần sau cái tin tức mà của cái ngày này này, giá nó chạy, bạn nhìn cái giá nó chạy, nó action, nó reaction như thế nào, thì các bạn biết được là cái những cái nhà tạo lập họ nghĩ gì về cái tin tức đó và họ hành động ra sao. Và chúng ta phải nhìn chặt tuần nha các bạn, nó sẽ rõ hơn trên chặt tuần. Tại vì sau một tuần giao dịch có thể là nhiều người ở châu Á, người ở châu Âu, người ở châu Mỹ, họ phải có đủ thời gian để họ tiêu thụ cái thông tin đó, hấp thụ cái thông tin đó, thì họ mới thực sự ra được quyết định đó. Cho nên chặt tuần là phản ánh rõ nhất. Chặt ngày đôi khi cũng có cơ hội, nhưng mà cái xác suất nó bị dính stop loss hoặc là bị fold spread nó cũng cao. Rồi bây giờ tôi sẽ qua trực tiếp một cái cổ phiếu, ba cái cổ phiếu được đề cập là SSI, VCB và FPT, để cho các bạn biết là tôi áp dụng cái chiến thuật này như thế nào. Đây và các bạn thấy mấy cái đường xanh xanh không ạ? Đây là tôi đánh dấu sẵn mấy cái ngày này nhé, và tôi sẽ đánh dấu từ năm 2021 cho tới 2023 thôi, và các bạn có thể tự mình backtest thêm một thời gian dài hơn nhé các bạn, chứ không nghĩa là nó chỉ tác dụng như đây, các bạn backtest nhiều hơn. Và cái khu giữa này là do nó dưới EM 50 rồi, cho nên là ở Việt Nam chúng ta không đánh lên được, cho nên tôi không có đánh dấu mấy cái ngày đó thôi, chứ ra nếu bạn short được thì bạn có thể đánh dấu để bạn nhìn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thời gian gần nhất này, ví dụ như đây tuần tới là vào ngày 15 tháng 6 là nó có tin về Fed Fund Rate, nên tôi đánh dấu trước, và tuần tới tôi sẽ không tham gia dịch bởi vì cái tuần nó sẽ rất là rối loạn. Tuy nhiên chúng thấy là tháng trước, ví dụ như tháng 5 nó có tin Fed Fund Rate ở cái tuần này, và sau đó một tuần có cái nến xanh, và cái nến xanh này sao nó phản ứng ngay cái đường EMA 50 luôn rồi. Đây đường EMA 50 của tôi, cái đường màu xanh dương này nè, và nó bullish lên, và nó không chỉ thế, nó còn có sự phá vỡ quanh cái OB nhỏ của cái tháng trước nữa là tháng 4 này nè. Thì tôi cho thấy là tạo lập ở trong cái sau khi cái tin tức của tháng 5 đó họ muốn đánh lên. Đây tôi đo lên và cái đường của tôi cho thấy là đây 1R là quanh đây đã trúng đúng không ạ? 2R tôi không biết, tương lai tôi không biết, nhưng mà 1R chắc chắn tôi đã bỏ lụm rồi, lụm ở đây rồi. Tức là tôi entry quanh cái giá 23 này, 23.31 này, stop loss quanh 21.18 này, và đã đặt TP trước là quanh 25.03 hoặc 25 này, thì tôi đã chốt được 1R. Đối với một cái vị thế có rủi ro là 4% trên vốn thì tôi ở đây tôi ăn được thêm là 4% nữa. 4%. Rồi. Tháng trước đây, tháng trước thì rất khó để các bạn biết. Nếu mà an toàn các bạn sẽ không tham gia giao dịch này bởi vì nó còn dưới cái đường EMA 50 nữa các bạn. Đúng không ạ? Tức là giá trung bình của một năm nó chưa thay đổi. Tuy nhiên tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại vì nó bắt đầu là nó có hiện tượng là means reverse, tức là nó sẽ quay về cái đường EMA 50 này, giá trung bình này, tín hiệu này. Thì nếu thật sự các bạn gọi là
muốn giao dịch mắc giao dịch dữ lắm rồi, thì các bạn có thể giao dịch nhưng mà các bạn cẩn thận nha, nó dễ quẹt chính stop loss lắm. Và đây sao ạ? Một R chúng ta dính không ạ? Tháng này một R là dính, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng giữ hai R thì tháng này chúng ta không có đồng nào hết, nó quay ngược lại có thể là về break even hoặc là stop loss luôn. Nhưng mà cho nên các bạn phải chú ý tại sao tôi đã chọn win rate chỉ có một, chọn CB chỉ có một R là như vậy, để xác suất thắng các bạn nó đều hơn. Đây và tháng trước nữa thì không có chứ các bạn, tháng trước thì nó đổ sập xuống rồi. Và tháng trước nữa thì cũng có thể các bạn xem ở đây để tiếp tục cái cây nến quanh cái tháng này nè. Tháng này thì nó có nè, tuần 1 sau tin thì không có, nhưng mà tuần thứ hai sau tin thì có cây nến ở đây. Tôi tắt volume luôn cho các bạn dễ thấy không? Đây đúng không? Tuần thứ hai sau khi ra tin làm cây nến gọi là bullish engulfing nữa, nếu mà bạn đeo trên chật tuần các bạn thấy rồi. Và đây các bạn CB 1R các bạn không dính nha, 2R thì không dính trong cái tháng đó. Rồi tiếp tục ở đây sao ạ? Chúng ta có một cái swing weekly swing ở bên đây nè, tức là cái cản weekly swing ở đây, và sau khi ra tin đó thì tuần thứ nhất có vẻ là không phá và tuần thứ hai nó đã phá được. Thế cái tuần thứ hai chúng ta sẽ giao dịch ở đây, stop loss ở đây là one open và entry one closing price. Closing price chúng ta là high price, các bạn giá đóng cửa chúng ta giá cao nhất các bạn. Thì bạn thấy được là một R chúng ta dính và may mắn là hai R chúng ta không dính. Tháng này thì sao? Tháng này thì không được. Tháng này thì ở đây nó có cái cây xăm, nhưng mà thật ra là sau cái tuần đó và tuần thứ nhất nó đã đỏ thì rất là rủi ro. Trong cái trường hợp nó đã xa cái đường EMA 50 rồi. Tháng trước nữa thì sao ạ? Chúng ta có cái weekly swing ở đây. Và nếu mà có cái cản ở đây và sau khi ra tin là tuần thứ hai bắt đầu chúng ta thấy là có thể giao dịch được rồi. Đấy, và cũng là một R chứ các bạn, một R cho tháng mà. Nó không có dính hai R đâu, một R đó đấy. Các bạn muốn thấy R nó có ưu hơn, các bạn có thể xuống daily để giảm cái stop loss lại, nên nhớ là khi mà các bạn xuống khung nhỏ hơn thì không nên giảm luôn cái vị thế nha. Tuần thì tôi là 4% risk ấy, nhưng mà xuống chặt daily tôi còn có 1% risk à. Đây và đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Còn nếu mà chắc tuần nè. Nếu các bạn mở ngay cái một tuần sau khi ra tin nó thì các bạn ăn một R, nhưng mà nếu mà các bạn mở tuần thứ hai các bạn dính stop loss nhé. Cho nên là nếu mà các bạn mở trễ hơn một tuần thì bạn chấp nhận thôi. Tại vì nó một phần của cái chiến lược trading rồi. Chúng ta phải tuân thủ để dài hạn á, chúng ta không có bị dính nhiều cái thua lỗ. Đây, những cái tháng sau nó cũng vậy. Thì các bạn hãy xem và áp dụng lại cho cái cổ phiếu các bạn biết. Tuy nhiên tôi lưu ý là chỉ nên áp dụng cái phương pháp này đối với cổ phiếu vốn hóa vừa hoặc lớn, tại vì những cái nhóm này sẽ được cái nhà đầu tư nước ngoài họ đổ vốn nhiều hơn, và đương nhiên nó sẽ có yếu tố về hiểu về tỷ giá hơn trong cái việc đầu tư, cho nên sẽ sử dụng được. Còn những cái mã penny hoặc những cái mã quá nhỏ thì rất ít khi mà nhà đầu tư nước ngoài chú ý, cho nên chúng ta sẽ không có lợi thế, không có trading edge trong cái việc sử dụng cái tín hiệu fast fund rate là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới mã VCB. Chúng ta thấy à, nó vừa phá đỉnh lịch sử này nhưng mà không liên quan nha các bạn. Đây tháng này chúng ta có à, sau khi ra tin thì ngay cái tuần thứ nhất chúng ta đã có thể vào được rồi, và chúng ta thấy một R đúng không, chắc chắn là chúng ta dính một R ở đây rồi. Mà 2R thì tùy đâu, 2R ở đây là may mắn. Rồi tiếp theo, tuần này chúng ta dính stop loss nha. Và nó cũng sát xa EMA 50 rồi. Ở đây thì tại sao lại là vào không được? Ở đây các bạn chú ý là chúng ta có một cái weekly swing ở đây chưa bị phá vỡ các bạn. Mặc dù tin tức là tốt đấy, nó tới đây đấy, nhưng mà ở đây tâm lý tại sao? Cái thứ nhất ấy, là những cái người mà đã đu đỉnh nó qua đây này, họ đã phải chịu đựng từ đầu năm 2012 cho tới cuối năm 2022 luôn, là họ chịu lỗ, và tới đây họ lên từ từ lên đây họ chịu hết nổi rồi. Họ bán ra này, họ chạy, họ bỏ đi. Và cái thứ hai là những người không tin tưởng vào cái việc là VCB trong cái tình cảnh vĩ mô hiện tại có thể là phá đỉnh lịch sử, cho nên họ tới đây họ cũng sẽ bán, mặc dù có thể đôi khi họ mua ở đây thì tới đây họ cũng ăn quá nhiều rồi. Ví dụ như là họ bắt đáy ở đây chẳng hạn, và họ lên tới đây luôn thì họ đã được là 40% là rất nhiều rồi, thì cho nên là họ sẽ chốt, cho nên nó sẽ ở đây sẽ có cái áp lực kép giữa hai đội muốn bán và chỉ một đội muốn mua thôi, thì cho nên là nó sẽ dễ bị hồi về. Nhưng mà các bạn xem ạ, thì những cái lần tiếp theo trở lại thì cái lực nó mới mạnh hơn, tại vì cái thanh khoản bắt đầu nó không bị rụng nhiều, bởi vì nếu như nó rơi thật mạnh á thì cái đội bán họ sẽ vào quyết liệt hơn, nhưng nếu không rơi mạnh thì họ sẽ không tham gia nữa. Rồi tiếp theo những cái tháng này thì nó lại gần cái đường EMA 50 các bạn thấy không ạ, mới nhồi lên, cho nên là khi bạn tham gia thì sẽ dễ hơn. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy là sau khi ra tin thì tuần thứ nhất không có tín hiệu, tuần thứ hai không có tín hiệu, đến mãi tuần thứ ba mới có. Thế thì tại sao lại như vậy? Thì các bạn phải ý là ở đây ra tin là vào tháng 12 năm 2022, ở đây tháng 12 đa phần của năm ấy là chúng ta có lễ Tết nhiều. Và cái thời điểm ra tin tại tôi còn nhớ rất rõ là sau cái tuần ra tin ngày 2022 đó thì là thứ nhất là chúng ta có nghỉ lễ New Year này, rồi xong Christmas này. Đấy rồi có một số lễ lớn ở thế giới nữa, thì cho nên cái tuần sau đó khả năng nó không có tín hiệu là rất là bình thường. Mà sau đó ở đây có này, tháng tiếp theo ấy thì cái tuần thứ nhất ấy, nó có tín hiệu nhưng mà không an toàn lắm, tại vì nó gần với EMA 50 quá. Nhưng mà tháng thứ hai thấy sao ạ, cái cây nến này, nến pin bar này nó quét cái stop loss của cái nến thứ nhất, rồi sau đó bùng lên mạnh mẽ, thì đây an toàn, thì chúng ta nên vào cái nến ở tuần thứ hai và entry ở giá đóng cửa ở đây để stop loss ở quanh 1R là đúng nè, còn quanh 2R thì khó trúng lắm. Đấy thì tương tự đó là VCB, và tôi cũng có cái mã khác là FPT cũng có thể cho bạn áp dụng được nhiều trong cái phương pháp này. Tuy nhiên tôi nghĩ là thời lượng video cũng đã khá dài rồi, thì các bạn hãy áp dụng đi. Thực ra cái hầu hết các phương pháp gì tôi nói với các bạn ấy, nó đều có đủ là 1, 2, 3 bước, và các bạn làm đúng cái chuyện đó là được. Cái quan trọng cái việc bất cứ một cái phương pháp giao dịch mà nó có hiệu quả nào là các bạn phải tuân thủ cái chuyện đó một cách nghiêm ngặt. Các bạn đừng có kiểu là nhảy phương pháp này nhảy phương pháp kia thì nó sẽ không hiệu quả. Đó là lý do tại sao mà nhiều người không hiệu quả là vậy, và họ không có đủ kiên nhẫn. Đấy, và các bạn nào thực sự thấy cái phương pháp này phù hợp với mình và cảm thấy là không cần vội vã trong cái cuộc sống nó quá nhanh như thế này ấy, thì các bạn đi tham gia cái group chat group của tôi Lười Traders ấy. Thì có thể anh em đã sử dụng cái phương pháp này và họ có đủ cái sự kiên nhẫn để hỗ trợ được cho bạn ấy, thì mình có thể nói chuyện với nhau. Và các bạn lưu ý đây không phải là cái room khuyến nghị của broker chứ các bạn, đây là cái room miễn phí của tôi tạo ra thôi. Đấy, chứ không có thu phí và cũng không có cái dịch vụ nào hết, cho nên các bạn vào là để tiêu chí là chúng ta hỗ trợ hợp hỏi lẫn nhau, chứ đừng có cảm giác là mình phải đòi hỏi gì này đòi hỏi gì, cái chuyện nó không có ai hỗ trợ các bạn, tại vì chúng tôi không có lấy phí nha các bạn. Rồi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thôi. Rồi tôi nói lại một lần nữa là tôi có cái chat room miễn phí vừa được tạo ra để phù hợp với để hỗ trợ dành cho các bạn thực sự muốn cái chỗ đi trao đổi cái phương pháp này, thì các bạn
đã subscribe thì chưa subscribe thì bấm subscribe, rồi sau đó like cái video này, rồi nhắn qua Telegram cho tôi qua cái tên là Phương Bùi Sứ Cạnh Bill này, rồi nói cho tôi biết là các bạn muốn tham gia, các bạn muốn hiểu hơn về thị trường đối với cái phương pháp lười này vậy nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.